Chào đó Yaren, yang mabalai, a subscribe. This number one neighbor. Happy and life, you. Happy neighbor. Yeah. No problem. Xin chào đại gia đình nha. Xin chào bà con cô bác. Bữa nay ổng mới đi mua cái máy này về để rửa sàn nhà. Gọi là cái gì ta? Power wash. Mấy cái này đầy hết trơn nè. Vậy dơ quá rồi, bây giờ phải dọn dẹp lại cái sau vườn cho rửa sạch sẽ lại. Sắp tới mùa hè tới rồi, khách khứa tới đầy nhà hết trơn, phải sạch sẽ chứ. Đó, đúng không? Từ rác cũng được à. Đây là bên này có đủ luôn. Rửa máy dễ thương anh, nhỏ nhỏ hả? Ừ. Ủa chứ không phải xịt vậy hả? Ồ đúng rồi, xịt nè. Xịt bẩn không ở trong. Em gấp quá, từ từ em. Rác làm sao còn dư ốc mình cho mới hay á. Đó cái chết luôn. Để lấy cái ghi phao cua ra rồi của anh. Cái máy này anh mua đâu anh? Mua hồi đi phao. Hồi hello. Ở đâu chứ? Thấy chưa? Mình mua nhiều. Mình nhớ một đồng 295 đồng. No. 300 mấy đó. Thì thế luôn, 300 mấy. Yeah, 300 mấy đó. Để biết nó quớt được không thì thấy đẹp quá nè. Nhưng có giữ rồi ship lại không? Đó nó không quớt còn trả lại được chứ. Giá gì? Giá chi? Trời ơi, cái mấy cái súng của anh. Máy này anh mua ở đâu anh? Mua ở lô. Lô? Mua nhiêu? Nhớ 200 mấy thế, 300 mấy à. Không có nhớ rõ thôi. Wow, cái cây dài vậy hả? Ôi giờ ráp xong rồi hả? Cũng dễ mà, đâu khó đâu. Ôi cái này số gì đây nè, 15, 25, 45 nè, 40 nè, là gì không biết luôn. Ủa cái bỏ xà bông vô đây nè. Cái máy này mình rửa cái tường được không anh? Được, một cái máy này nó bán bự vạ rồi. Sao vậy? Chiếu đồ quá trời, mấy cái đầu cái đâu có đâu. Đó, đây. Để tường người ta. Đổi tường. Đây cái này nè. Đây, trời ơi, xin lỗi nha. Số 1 nè. Ủa sao cái thô đồ đâu? Gì? Đây trên này nè, cái đầu này đâu? Ờ, nó mất cái đó. Nó đâu có gì đâu. Mấy cái này nè, nó đưa sao không? Nó là nó rồi, rác hồi thế nào cũng dư à. Nó cái này vô đây mà ốc này cục quá không đúng nè, ốc đưa lộn rồi. Này nó vô đây nè. Thấy không? Nè, nó đúng vô đây nè. Đó đây một cái nè. Ừ. Cái này. Nó vô bên đây một cái nữa. Đừng cuốn dây lên. Rồi hai cái đó. Cái ốc thì nó đưa được Trung Quốc à, Trung Quốc à. Thấy không? Súng thọt ở đây nè. Em hiểu cái này còn lỗi ở đâu nè. Ừ. Thô đồ nè, máy lạnh nè. Để nó đi giờ xài cái này chứ nó muốn. Cuối cùng ổng đã ráp xong cái máy này nè. Nhỏ xíu. Ừ. Từ từ mình mò nó ra chứ. Mò ra. Ừ, mò nó ra. Quấn làm gì cho nó đẹp. Dạ, chào đại gia đình. Tình trăm cuộc sống Florida. Bà con muốn coi phim này nếu thích nhớ bấm like, subscribe nha. Mỗi lần em quay cái phim mới nhảy lên coi à.
Đây cái chuồng gà mới làm cho nó xong rồi. Làm ở dưới gốc cây trứng cá luôn mới ghê chứ. Mua trứng cá có trái cái rớt xuống đây mấy gà nó ăn. Ăn ra cái đẻ trứng gà. Các ngươi hết ra được rồi đừng có hồng. Sao mà ra được? Ra mấy người phá quá người. Phu phu đầy nhà hết trơn vì tao bị la nữa. Không được ở trong đây đi. Táo giờ bự quá trời luôn không có ai đến hái hết. Cái này nó chín quá này nó gì luôn nè. Việt Nam kêu táo tàu đó đi làm hầm thuốc bắc rồi đó. Nó chín cái nó teo lại. Ôi. Quý hương là chùm táo ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Ôi quá trời luôn. Wow cái này sắp chín luôn rồi ha. Chùm này là cái chục trái mấy chục trái luôn. Vô thử cái máy quá sơ mới coi quá không. Là mình surprise gì cho vợ nó vui chứ. Từ bữa trước mấy gà nó phu ở đây nè coi nè. Trời ơi heo. Trắng hết nè, nè nè, phu nè. Phu phu nè. Trời ơi mấy gà này nó hại tao quá luôn coi nè. Ôi giời ơi, chicken poop. Chicken poop everywhere. I have to clean all the thing up before my wife get home. Lâu mới thấy cái nhà mình nó dơ quá trời quá đất luôn. Hôm qua mới mua được cái máy này nè. Work rất là good và chưa biết để xài vài bữa có sao. Bán 300 mấy quên này như 375 đồng đó. Mà xài đã coi cái này dơ dơ thử ra không nè. Làm nó hết không? Thấy chưa? Cái này là anh chỉnh cho nó lên luôn. Cái cục mất nè. Này cục mất nè. Đi kiếm cái cục ở đâu đó? Nè nè. À, ở đâu? Bạn thấy ghê luôn. Sao mất? Hả? Nó đưa không đủ đồ, nó đi ốc của anh. Ở đây trong nè. Bạn đâu á nè. Cái gì? Anh muốn trắng không? Thôi 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 không được. Ôi, đem thịt anh chưa rồi nó tẩy trắng luôn á. Nhà sạch sẽ rồi nè. Nào, 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 nào,
đau lắm á. Vô thôi cái này đây. Ủa trồng cây gì vậy anh? Ủa mọc ngay chính giữa luôn á. Anh trồng cây ổi em ở đây đi anh. Anh cây ổi của em ở đây đi. Ok. Trời ơi nhìn cái vườn nè. Dẫn mấy con gà về nó quậy tưng cái vườn luôn. Đang nắng hết trơn luôn. Bây giờ mình phải đi nắp lại cho nó sạch đẹp đẽ, chuẩn bị đón mùa hè tới. Rất là nhiều người đến đây thăm quan. Anh em mà nhớ con gà phải nhốt nó lại nha, nó thương nó đã ra cái nó làm hư cái vườn hết rồi. Ui cái xoài đó, nó ra bông nè anh. Ừ. Nè. Nó bông rồi nè. Wow. Sắp tới mùa hè là mấy cây này ra bông hết luôn á, cây mận nè. Mới mốt mà mọi người thấy cái mận này là hay quá đã luôn á. Ra xum xơi luôn á. Không cây ra luôn không? Ừ. Okay, trời ơi, có nó quậy gốc cây luôn nè. Còn sao, gì để nói không? Có mấy gà nó vui, giống như con mình. Okay. Before and after. Không chưa? Vừa clean mà vừa tưới cây luôn á hả? Ôi đã ôi wow sạch luôn. Cho thêm miếng gạch nữa đó. Ôi, phải. Không có bùa hả? Rồi. Rồi lấy cái bàn ra chứ vô cái bàn của em hết. Rồi tưới luôn kìa. Táo luôn dơ quá luôn rồi kìa. Vòng 5 phút à, sạch trơn luôn rồi. Wow. Thế hồi nãy bà con thấy cái này nó quá xa là dơ luôn không? Wow, giờ đẹp ghê không? Trong vòng không tới 5 phút vẫn làm nó sạch bốc rồi không? Cái này là thiệt chứ không có giả nha. Nè, giới thiệu mọi người sạch cái... không phải nhờ không có làm đâu, từ cái máy này nè. Cái máy nó hiệu nè không? Hiệu. Nó bán ở lô nha, một máy bằng điện đó. Bán như 300 mấy đó, quyền cái máy nè. Thuế luôn 300 mấy. Ừ.
Ba con nào muốn xài cái này xài tốt lắm mà mới xài mới 2 ngày mới sao? Có gì báo cáo cho biết. Mà cái máy này tuột, đồ tuột. Wow, sạch sẽ luôn, quá đã luôn. Vì đâu có đường nào vợ nó la được mình nữa. Đúng không? Thôi cái giờ nào. Thôi ngã ghế luôn. Bỏ bàn phích đít xuống nha. Tới mùa hè tới rồi, chuẩn bị cấp party. Rất là nhiều người bạn bè đến đây để xuống Flora chơi nè, ghé thăm vợ chồng mình. Ready, phải chuẩn bị hết vườn sạch sẽ. Nè, quả dở bên kia đây kìa. Đâu? Thôi được rồi, quay đi dở cho. Cái bàn này xài đã. Ừ. Bên kia chưa, như anh ráp bị lộn đúng không? Rồi, sạch cho nó sạch đi. Đi vô được nào, bên kia phải bước qua. Rửa đi, rửa cho nó sạch đi. Chỗ này là mình để hồi hộp đây nè, hai đứa mình nè. Mới hái được trái táo nè. Táo không? Không luôn. Ôi, có trái táo này bự đây nè, nằm đây nè. Ôi, ôi, nó bự. Bự đã không? Trời, trái này bự ghê luôn anh. Ăn hay gì? Sao? Giá cũng được. Móc cũng được. Để đó đó. Nè, ăn nè. Nó kia kìa. Trong quanh nè. Chắc kìa. Coi nè. Dặn lên nó lên ha. Đèn mua đâu nữa? Không, đèn nó mất. Đèn cũng được, nó không đuôi nè. Ấy. Vậy. Đèn có xịt nắp on. Này mua snap on hả? Đồ này hết ra. Chà này có thể đem đi đủ mọi nơi mọi lúc luôn á. Nứt rồi nè. Tại sao? Biết nè, dặn cái bóp nó nứt á. Anh mới làm cái gì? Dịn từ từ. Được, được. Cắm điện được luôn á. Cặp pin vô. Ha, dặn qua này. Đó, móc lên tường. À, sáng không? Rồi, ôi cái táo nè. Nè, cái trái này không hái nó chín quá rồi nó gì đó. Nó héo luôn rồi. Cái nó quá chín trường táo tàu đó. Táo tàu đâu có tàu. Đó, cái đó cái táo gì ta là táo tàu đó em. Tàu loại khác. Hai, cái táo nó khô nó thành táo tàu gì đâu đó không? Thiệt. Ăn thử rồi, giống không? Có không tin. Đây nè. Thành rượu luôn à. À không, tao tàu nè. Thành rượu luôn rồi. Tàu nè. Đó, vậy mới là một bổ đó. Có không? Ừ. Cái đó ông đem người ta bán tiền không luôn á. Nè. Tao không biết. Coi thử coi. Đem bán coi tiền không á chồng. Ủa táo này nó ngọt, nó ngon kinh khủng luôn. Sắp hết mùa táo rồi, chuẩn bị mùa xoài ra nha. Xoài mùa mận. Cái táo này nó ra hết rồi mình nhặt cắt nó. Cắt nó ra. Hả? Đi quay cắt cái này. Cái gì? Cái này nè.
Có ai coi nói hai vợ chồng mày nó làm cái gì buổi tối không? Đúng không? Thấy lượm đâu? Rồi đi theo ổng bơm làm gì đây? Nhà nhìn cái vườn thấy ghê không? Quá trời luôn. Ghê quá trời, tối nó phải về đi thức đêm dọn nè. Thấy cái cây này, ui, trời ơi. Cái gì? Ui la la. Ui la la. Hả? Trời chỉ coi nè. Cái quạt khổng lồ luôn, siêu to khổng lồ luôn à. Ui la la. Giờ anh muốn làm gì? Anh chỉ coi này. Anh cho cái cây này nó ăn đi anh. Cây này là cây... Nè, thấy không? Cây giờ nó đang bông quá trời nè, cái cây này nó cái vải á. Nó cản nè. Ờ cắt rồi, đi. Thì cắt cái đó nha. Rồi cái vải nè, qua đã không chùm 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 luôn nè. Nè, muốn có vải nhiều. Ui, anh nuôi nó, anh nuôi cho nó ra trái nè, nè. Bút nha. Tuyệt giống luôn á. Ok. Ây da. Dạ. Ô, nhỏ nha. Nhánh xài. Nó trống đi. Đây nè, đây nhánh nó nè. Nè, cắt khúc này đi nè. Ui da, nó trống không? Không? Quốc này luôn hả? Trống đã không? Quốc không? Không, anh quốc không? Không biết. Thôi, vừa phải thôi. Thôi này, này. Cản nè. Ê, rớt mắm. Ôi, xin lỗi, xin lỗi, em sorry. Ờ, đó, hằng cản nè. Chờ có nắng lên cho nó mới ngon chứ. Sẵn cắt hết luôn đi. Gì? Ờ, cái này quốc nè. Hả? Cắt tóc cho nó, cho đẹp trai. Ờ. Ừ. À, này ok, hình này để đi. Ờ. Rồi. Thôi nó muốn chơi, cho nó chơi vui đi. Rồi mấy cái này cắt luôn đi. Cái này cây này cắt cho nó cao quá, ờ đó cho nó thấp xuống. Cái cây này là cây mũi cầu nè, sống luôn đó không? Sống mà nó rụng lá thôi chứ nó cắt cho nó cao quá mình hái không tới đâu. Xin lỗi là nó cắt ngoài cho nó luôn quá, cho nó ra nha. Tao cao tao cắt ngoài kia. Để cho nó đâm trời ra chứ không có gì hết trơn. Sống không? Sống hết á. Chết rồi. Sống. Sống không? Sống. Không biết là sống là chết rồi, nó chết rồi. Nó đi đời rồi đó. Không. Cây đó em cho sống 1 năm nữa thôi á, em cho nó đi à. Tại vì cái trái nó ra toàn là hột không là không có ngon. Ok. Nguyên con uống đi. Mày mít uống nhiều quá. Chia ra mỗi thằng uống chút. Cái này nước cái dây này nước mới lạnh nó ra đó, thả ra cho nó tưới. Nó lạnh không? Hả? Nước mới lạnh ra. Nước mới lạnh. Nó biết lạnh. Biết đâu có không em. Chào đại gia đình. Cái máy này quá tốt luôn nè. Nhiều thấy không? Nãy giờ làm tới đâu rồi? Lô là vua 300 mấy đó. Trời nó rửa nhà thịt bốc hết trơn. Cái nhà hôm qua thấy dơ hết ghê không? Em quay vòng em. Đó, quảng cáo cho mọi người coi thấy vườn trái cây của Thành Trâm nè, bây giờ sạch sẽ lắm rồi. Rồi chuẩn bị đón mùa hè tới. Bữa sáng giờ thấy thịt bốc không? Coi nè. Quá sạch luôn rồi. Hả? Bữa sáng giờ ra coi nè. Bên kia em hai đầu từ quá. Còn ở chưa xong hết cái vườn đâu. Đã không? Sạch bốc phải không? Mướt mắt luôn. Mai bên đây nữa nè. Bây giờ mình chào tạm biệt mọi người cái kết thúc cái video này đi. Ha. Rồi mai mốt mình có video mới mình chia sẻ tiếp. Ok. Đây là giới thiệu mọi cây tắc nè, bông quá trời bông luôn thấy không? Bông nè.
Rồi, xin tạm biệt nha. Xin hẹn mọi người video kế tiếp. Mình chia sẻ cho mọi người nhiều cái mới lạ hay hấp dẫn nữa nha. Nhớ là ủng hộ kênh của mình và nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ và comment. Thank you very much. Bye bye.